Sau đoạn đường dài, cuối cùng xe đã đưa đoàn đến ngã ba đường vào đền thờ tổ mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Hương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Trước cái thời mà xây chùa này, đây đoàn mình đây là chuyên đấy. Đúng rồi, biết rồi, nhưng mà cái đội sách lễ đi lên trên thôi. Mới được một phần tư quãng đường thôi. Hoàn gian khổ.
cả đó. Thôi,